tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn nhiều vận may tới với mình. Hôm nay, Mê Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị trong chuyên mục Tử Vi 12 Quân Giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi kỳ Dậu sinh năm 1969, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các tròm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải trải qua một tháng hung cắt ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi kỷ dậu hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hôn hóa cát mà chuyển thời đổi vận đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý vị quý tín chủ tuổi kỷ dậu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé hình hài của mẹ cha cho, trí khôn đời dậy, đói no tự mình, sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thương tình thế thôi. Tiết lộ sự thật tử vi tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, tránh họa, đón phúc, đội vận giàu sang, nếu biết điều này trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023 tới đây. Vâng kính thưa quý vị, những người sinh năm 1969, mang mệnh thổ, đại trạch thổ, có nghĩa là đất nền nhà, tương sinh với mệnh kim và mệnh hỏa, tương khắc với mệnh thủy và mệnh mộc. Người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh Đại Trạch Thổ, có những phẩm chất tốt đẹp, tư tưởng kiên định và là một người coi trọng đời sống tâm linh tín ngưỡng. Người tuổi Kỷ Dậu không thích dựa dẫm vào người khác trong bất cứ việc gì, đôi khi họ có thể tin tưởng thái quá vào những lời đồn đại và có thể đọc hiểu được hết những suy nghĩ của người khác, họ cần cố gắng để điều chỉnh cách ăn nói của mình tốt hơn để tranh vướng vào chuyện thị phi, rắc rối. Cuộc đời của tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, thường có lộc trong con đường tài vận, không phải cực khổ làm lụng vất vả, cũng sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng cần phải có cái tâm để gặp được nhiều may mắn hơn. Người mang mệnh đại trạch thổ nói chung, được nghiên cứu là một mệnh khá tốt, mệnh này thường gặp nhiều người trợ giúp về hậu vận sẽ phát triển lớn, thường làm công ích từ thiện, cuộc đời về già rất có hậu, nhiều phúc để lại cho con cháu. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy người tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 về phương diện sự nghiệp khó có thể đạt được bước phát triển đột phá, cơ bản mọi thứ chỉ bình bình, do cô bác phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Cục diện ngủ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu và nguyện lệnh lâm tuyệt, khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, người tuổi kỷ dậu cần nhận thức được các khuyết điểm của bản thân, để sửa chữa trước khi lên tiếng trách móc người khác. Người tuổi Kỳ Dậu là người nhạy bén, biết nắm bắt các thời cơ, nhưng cô bác quá kiêu ngạo, lúc nào cũng tự coi mình là người giỏi giang nhất, chính thái độ cứng cổ cứng đầu ấy khiến cô bác dễ làm chướng tai gai mắt những kẻ tiểu nhân, mà tiểu nhân thì luôn thích chọc gậy bánh xe, thú vui của họ là muốn nhìn thấy thất bại của cô bác. Bên cạnh đó, người tuổi Kỳ Dậu cũng không thể nào ý thức được sai lầm của bản thân để thay đổi kịp thời, điều này sẽ đẩy bản thân dễ vướng vào thị phi, tranh cãi với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tháng này khiến cô bác có thể phải đảm nhận thêm nhiều công việc khó, nếu không biết phát huy sức mạnh của tập thể thì khó có thể hoàn thành. Đối với bản mệnh tuổi kỳ dậu là người làm công ăn lương, công chức viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân, có thể sẽ phải đối diện với nhiều sự bon chen, cạnh tranh khá gay gắt của bạn bè, đồng nghiệp, một số người phải nhận nội dung công việc mới hoặc bị điều đi công tác khiến mất nhiều thời gian công sức để làm quen với môi trường mới người kinh doanh buôn bán tự thân vận động cũng gặp nhiều áp lực khi hàng hóa bán ra chậm tiến độ hàng tồn ứ khi chưa tìm được giải pháp kịp thời để giải quyết những tồn động cuối tháng may mắn có hữu bật cắt tinh xuất hiện sẽ giúp cho vận trình sự nghiệp của cô bác đỡ phần ảm đạm khi gặp phải khó khăn cô bác nên nhớ đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ cần cô bác thực sự cố gắng và nghiêm túc thì dần dần mọi việc sẽ vào guồng và cũng sẽ được suôn sẻ Cô bác sẽ tìm ra hướng đi cho mình, thậm chí với sự quyết tâm của cô bác thì cô bác hoàn toàn có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân để đối phương giang tay giúp đỡ, từ đó sự nghiệp cũng như tài vận của cô bác sẽ có những bước phát triển mới. Về mặt tài lộc, xem tử vi cho thấy cô bác tuổi kỳ dậu, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm quý Mão này, về vận trình tài lộc của bản mệnh khó có thể đạt được những bước phát triển như mong muốn. Tháng này, cô bác phải xác định tinh thần, mình sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách cục diện tứ hình xung tí ngọ mão dậu gây trở ngại và đại hao hung tinh gây ra nhiều yếu tố bất lợi trên con đường kiếm tiền của bản mệnh. Quý cô bác tuổi kỳ dậu cũng dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh cãi với khách hàng và đối tác khiến các công việc đang tiến hành lâm vào bế tắc. Bản mệnh cần phải có sự khéo léo ở các vấn đề phát sinh, nếu không vừa gây hao tài tốn của, lại vừa gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Trong tháng 2 nhuận âm lịch này cũng dự báo, cô bác tuổi kỷ dậu cũng phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt tới từ các đối thủ làm ăn. Vì thế cần phải xác định được thế mạnh của mình, để có thể phát triển theo định hướng đúng đắn, đừng thấy đối thủ làm gì thì mình cũng làm theo như vậy, cô bác sẽ luôn là người đi sau, và cô bác không thu được kết quả khả quan nào cho mình. Có những lúc quý cô bác tuổi kỳ dậu cần hạ cái tôi của mình xuống, để lắng nghe sự góp ý của người khác từ những người có kinh nghiệm, để nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đánh giá khách quan hơn với những gì mình đã và đang làm. Chỉ khi phát hiện lỗi sai và kịp thời sửa chữa, cô bác mới có thể phát triển được, để đem về nguồn tiền tài, hanh thông như dự kiến gần về cuối tháng, có hữu bật cát tinh xuất hiện, đem lại ít nhiều tác động lạc quan trên con đường tài lộc, vận trình hanh thông, rộng mở. Trong tháng này với sự nhanh nhạy vốn có của mình, cô bác có thể phát hiện được ra một vài cơ hội đáng thử sức. Hãy bắt tay vào làm việc, sự chăm chỉ, quyết tâm của cô bác sẽ tạo ra kết quả xứng đáng, và cô bác tuổi kỳ dậu nên lưu ý để công việc được thuận lợi hanh thông nhé. Hướng xuất hành tốt nhất trong tháng 2 nhuận âm lịch này là, hướng Tây Bắc. Hướng xấu là, hướng Tây Nam, và hướng Đông Nam. Ngày cắt hỷ là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu trong tháng là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Tiếp theo chương trình là tử vi, tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của quý cô bác tuổi kỳ dậu. Quý cô bác tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969 trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy con đường tình duyên của quý cô bác cũng gặp nhiều bất cập phát sinh bản mệnh có lẽ cần xác định tinh thần đối diện với nhiều điều không như ý muốn đối với các cặp vợ chồng mối quan hệ đôi bên thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng bởi bản mệnh thường xuyên đem những điều bất mãn bức xúc ngoài xã hội rồi về nhà chút lên đầu đối phương quý cô bác cần ý thức được rằng nếu muốn nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia điều cần làm là bình tĩnh tâm sự với đối phương cô bác không nên đẩy mình vào cảnh căng thẳng nên trân trọng những gì mình đang có và sớm thay đổi cách hành xử của bản thân mình việc chút giận lên đối phương, chỉ khiến đôi lứa ngày càng trở nên xa cách tạo điều kiện để tiểu nhân có cơ hội chọc phá hạnh phúc, gây mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình mà thôi. Đối với những ai còn độc thân, cô bác cũng không có quá nhiều thời gian quan tâm tới chuyện tình cảm, công việc ngoài xã hội đã khiến con giáp này cảm thấy quá mệt mỏi. Tháng này cho dù được người khác chủ động tiếp cận đi nữa, cô bác cũng tỏ vẻ rừng rưng, cô bác luôn cho rằng việc xây dựng một mối quan hệ mới vào thời điểm này là tốn thời gian, công sức, và thực sự là chưa cần thiết. Về mặt sức khỏe, người tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Về mặt sức khỏe, do có nhiều khó khăn áp lực trong cuộc sống cũng như trong công việc khiến con giáp này khó mà thấy khỏe mạnh. Trong thời điểm này, cô bác sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, không muốn làm bất cứ công việc gì. Những lúc như vậy, cô bác nên đi ra ngoài tìm người đáng tin cậy để trao đổi và tâm sự. Việc làm đó không những giúp cô bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà đối phương còn có thể đưa ra cho cô bác những lời khuyên và những định hướng hữu ích. Khi sắp xếp được thời gian rảnh, cô bác có thể tham gia tập thể dục, thể thao hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, giúp tinh thần được nhẹ nhõm, sảng khoái hơn cô bác nhé. Đặc biệt nếu cô bác có thể đọc sách về Phật pháp hoặc nghe các bài giảng về Phật pháp để dưỡng thân, dưỡng tâm, để nâng cao sức khỏe về cả thân, tâm, trí thì sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trên con đường đời của mình. Vâng, kính thưa quý vị. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023, cho người tuổi kỷ dậu sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị, đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.